Rồi chào Phi, chào tất cả cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có về một số phôi miệt quế, phôi phát tài với hai cây kim quýt thành phẩm, muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Rồi, mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em. Rồi, số điện thoại Zalo của em là 0971 052 039. Rồi. Cây số 1 luôn ha anh. Dạ em vô cây số 1 luôn. Quay vài vòng đi anh. Cây này cây gì anh? Cây này cây phát tài. Phát tài sọc ha anh. Dạ phát tài sọc. Sọc già. Rồi em đo chiều cao của nó luôn nha. Chiều cao của nó là 62. Rồi đường kính bầu của nó là 50. Rồi em đo hoành thân của nó luôn nha. Hoành thân nó 49. 49 đầu sao mấy thì gói như 49 vậy. Cái góc nó sao mấy ra như 49 thì chạy. Rồi. Rồi không quan trọng. Giá luôn anh ơi. Rồi em muốn giao lưu giá 1.9 triệu luôn anh này. Cây này trồng trong mát máy lạnh là được luôn ha. Dạ được anh. Dạ cái này trồng cũng phong thủy quý cô chú anh chị ơi. Dạ. Mình trồng lấy lọc đồ làm công ty đồ phát triển. Dạ rồi, 1.900.000 cây số 1, đổi cây luôn anh ơi. Rồi, đổi cây luôn anh ơi. Rồi em cây số 2 luôn cô chú anh chị ơi. Dạ lâu nay mình bao ship sao anh? Dạ bao ship toàn quốc luôn anh. Cái gì anh ơi? À cái này cây phát tài, phôi phát tài. Rồi em đo chiều cao của cây luôn. Chiều cao của cây là 58. Đường kính bầu là 68. Rồi em đo hoành trên đây nha. À hoành đây. 49. Rồi em đo tổng hoành. 85 nha. Rồi đường kính bầu nó là 68 nha. Rồi em quay vòng. Cái dáng cũng đẹp. Cái này nó phát tài thường á. Rồi giá của em nó là 2.2 triệu nha. Rồi em bao ship bao sóng toàn quốc luôn nha. Rồi xuống cây. Rồi cây số 3 cũng là cây phát tài luôn nha cô chú. Cây này già cây lắm rồi cô chú ơi. Bộ đế khủng luôn à. Rồi cây này có đặc điểm là nó hơi bị lũa nha cô chú. Nhưng mà nó cũng lành nha cô chú. Rồi. Rồi em đo chiều cao của nó nha. Rồi chiều cao của nó là 60. Rồi em đo đường kính bầu cái nha. Đường kính bầu của nó là 77. Rồi em đo cái hoành lớn nhất này nha. Dạ 55 hoành nha. Rồi em đo hoành kế bên luôn nha. Cái nó quay quá quay. Rồi hoành kế bên nó là 40 cô chú. Cây này già cây lắm cô chú ơi. Đế đẹp. Cây này phong thủy phát tài nha cô chú. Rồi giá em giao lưu là 2.4 triệu nha cô chú. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Bao sống 3 tháng luôn. Rồi số điện thoại của em là 0971 052 039 à. Đó cũng là số Zalo của em luôn á. Rồi đổi cây anh em ơi. Rồi cây số 4 nha cô chú. Cây số 4 này là cũng cây là cây kim quýt cô chú.
cây thành phẩm rồi. Bộ đế cũng cực đẹp nha. Rồi em đo chiều cao của nó nha. Chiều cao của nó khoảng 1m2 cô chú. Đây có mấy cái chày do vận chuyển nè. Này vận chuyển nó bị chày á. Đã xử lý keo rồi. Xử lý keo rồi. Rồi em đo cái tán ngang của nó nha. Tán ngang nó khoảng 1m nha. Chi cành đồ đều nè cô chú ơi. Đế quá đẹp. Rồi em đo hoành thân của nó nha. Hoành thân nó là 24 nha cô chú. Rồi. Rồi cây số 4 này em giao lưu với giá 2,7 triệu nha cô chú. Bao ship bao sóng toàn quốc nha cô chú. Clip này cũng là clip đầu tiên của em luôn cô chú. Mong cô chú ủng hộ, có gì sai sót mong cô chú bỏ qua giùm. Rồi. Rồi xuống cây luôn. Rồi em tên Lê ở An Tây Kích Sách Sóc Trăng nha cô chú. Rồi cây này cây thứ 5, số 5 nha cô chú. Cây này cây kim quýt nha, thành phẩm mà. Rồi em đo chiều cao của nó nha. Chiều cao của nó một khoảng 1m2 nha cô chú. Tán ngang khoảng 1m nha cô chú ơi. Chia cạnh nó cũng khá đều nha cô chú. Bộ đế cũng đẹp quá chú ơi. Rồi đo bình thân của nó luôn nha chú. Bình thân của nó là 22 nha cô chú. Cây này cũng già lắm cô chú ơi. Rồi cây số 5 này em báo giá là 2,6 triệu nha cô chú. Rồi em bao ship toàn quốc nha cô chú. Bao sống luôn nha cô chú. Cây khá đều khá đẹp. Chi cạnh lực. Này mình bỏ vô chậu mình chơi luôn cô chú. Khá đẹp à. Rồi em cây số 6 nha cô chú. Này cây miệt quế lá chung mâm chùm nha cô chú. Cây này thế dáng bay nha cô chú. Rồi em đo chiều cao của cây nha chú. Rồi cành bay của nó là 104. Rồi đường kính bầu của nó là 55. Rồi. Rồi hoành thân của nó là ở vị trí này là 46 nha cô chú. Đế cũng khá đều cô chú. Rồi cây số 6 này giá 2,4 triệu nha cô chú. Em bao ship bao sống toàn quốc nha. Bao sống 3 tháng nha. Rồi. Rồi đổi cây luôn. Rồi cây này cây cũng là cây miệt quế nha, cây số 7 nha cô chú. Cây dáng tàn đa. Đế cũng khá đều nha cô chú. Đế cũng khá đều. Rồi em đo chiều cao của cây nha. Chiều cao nó là 78. Đường kính bầu nó là 60 nha cô chú. Rồi em đo hoành của nó nha cô chú. Hoành ở vị trí này là 50 nha cô chú. Cây đế khá đều cô chú. Rồi cây số 7 này em giao lưu với giá 2,5 triệu nha cô chú. Rồi xuống cây. Rồi cây này cây số 8 cũng là cây nguyệt quế nha, nói chung mâm chùm nha cô chú. Thằng sờ ghi sắn.
cây đế chảy đều nha cô chú. Rồi em đo vị trí cao nhất đây nha, 77 nha cô chú. Rồi em đo đường kính bầu nha, đường kính bầu nó là 78. Cây này bự lắm anh. Cây này bự khủng á. Rồi rồi em đo bình thân của nó nha, bình thân của nó là 56 nha cô chú. Đế nó xuống 740 nha cô chú. Đế sổ xuống quá trời luôn cô chú ơi. Đế lực. Không có bắp tay nha. Tay bự hơn bắp tay nè. Rồi cái số 8 này giá nó 4.8 nha cô chú. Em bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Rồi đổi luôn nè. Rồi, đổi cây. Rồi cây này cây số 9 nha cô chú. Cũng là cây nguyệt quế lá chung mâm chùm nha chú. Rồi cô đế sổ xuống đẹp cô chú. Rồi em đo chiều cao của nó nha cô chú. Chiều cao của nó là 70 nha cô chú. Rồi đường kính bầu của nó là 68. Rồi sang dầm không cô chú, đế sổ xuống quá trời, lực lực không cô chú ơi. Rồi đo bình thân của nó nha cô chú. Bình thân của nó là 59 nha cô chú. Vị trí này nha cô chú. Rồi sang dầm cô chú. Cây đế chảy đều, lực lực không cô chú. Chiều cao chưa anh? Rồi chiều cao rồi Phi. Giá luôn rồi, giá cây số 9 này là 4.4 nha cô chú. Em bao ship bao sống toàn quốc nha cô chú, bao sống 3 tháng nha. Rồi đổi cây. Rồi cây này cây là số 10 nha cô chú, cũng là cây nguyệt quế lá chung mâm chùm nha cô chú. Cây này nhìn giống như dáng thú nha cô chú, đuôi à. Đuôi như hình thú vậy nha cô chú. Rồi em đo chiều cao của nó, em nói nha. Chiều cao của nó là 60. Đường kính bầu của nó là 68 nha cô chú. Rồi. Cái đuôi nó là 46 nha cô chú. Như hình thú vậy cô chú. Rồi. Em đo bình thân của nó nghe cô chú. Bình thân của nó 55 nghe cô chú. Rồi cái số 10 này giá nó 4.6 nghe cô chú. Em bao ship bao sống toàn quốc nghe cô chú. Số điện thoại của em là 0971052039 nghe cô chú. Cái bầu khá nặng nghe cô chú. Rồi đổi cây. Rồi cây số 11 nha cô chú, cũng là cây nguyệt quế lá chung mâm chùm cô chú. Rồi em đo chiều cao của nó nha cô chú. Chiều cao của nó là 65 nha cô chú. Rồi đường kính bầu của nó là 70. Rồi em đo hoành của nó cô chú ơi. Hoành của nó ở vị trí này là 56 nha cô chú. Rồi cái số 11 này giá 4.5 nha cô chú. Rồi em bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú. Số điện thoại Zalo của em là 0971052039 nha cô chú.
Rồi đổi cây. Rồi cây số 12 nha cô chú ơi, cũng là cây miệt quế lá chung mâm chùm nha cô chú. Đế nó lực quá. Rồi em đo chiều cao của nó nha cô chú. Rồi chiều cao của nó là 74 nha cô chú. Đường kính bầu của nó là 67. Rồi em đo bình thân của nó nha cô chú. Bình thân ở dưới chứ này là 58 nha cô chú. Rồi cái số 12 này giá 3,8 triệu nha cô chú. Bao ship bao sống toàn quốc nha cô chú. Rồi đợi cây xuống. Rồi cây số 13 nha cô chú ơi, cũng làm phôi miệt quế lá chung mâm chùm nha cô chú. Rồi em đo chiều cao của nó nha. Chiều cao của nó là 67. Đường kính bầu của nó là 60 nha cô chú. Rồi em đo hoành thăng của nó nha. Hoành thăng của nó nè 58 nha cô chú ơi. Rồi cây 13 này giá 3,5 triệu nha cô chú. Rồi. Rồi cây số 14 nha cô chú, có một phôi miệt quế lá chung mâm chùm nha cô chú. Cây này bộ đế khủng nha cô chú. Rồi em đo chiều cao của nó nha. Chiều cao của nó là 97 nha cô chú. Đường kính bầu của nó là 70 nha cô chú ơi. Rồi. Rồi em đo hoành thăng của nó nha cô chú. Hoành thăng ở vị trí này là 55 nha cô chú. Chỗ nhỏ nhất thôi em. Chỗ nhỏ nhất. Rồi. Cây 14 này giá nó 4,8 triệu nha cô chú ơi. Em bao ship bao sống toàn quốc nha cô chú. Số điện thoại Zalo của em là 0971052039 nha cô chú. Rồi cây này cây số 15 nha cô chú, cũng là cây cuối clip nha cô chú. Rồi em đo chiều cao của nó nha. Cây sắn như cây sơ ghi vậy cô chú ơi. Rồi em đo chiều cao của nó nha. Chiều cao của nó là 70 nha cô chú. Đường kính bầu của nó là 71. Rồi em đo hoành thăng của nó nha. Hoành thăng ở vị trí này là 59 nha cô chú. Mới cắt hoài vậy đã. Rồi cái số 15 này em giao lưu với giá là 4,2 triệu nha cô chú. Cây này cũng là cây cuối clip nha cô chú. Rồi em chào cô chú. Cô chú thấy giá hợp lý ủng hộ em. Clip này là clip đầu tiên cô chú. Có điều chi sót cô chú bỏ qua giùm em. Rồi chào cô chú.